BTS gây tranh cãi vì được bình chọn là center đẹp trai nhất K-pop. Mới đây, Dispatch, một trong những trang báo mạng nổi tiếng nhất Hàn Quốc đã công bố danh sách những nam idol là vì rùa center đỉnh nhất, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Nằm giữ vị trí số 1 là Mỹ Nam V của nhóm BTS. Thành viên nhóm nhạc đình đám được biết đến với khí chất độc đáo, nét DP nam tính vô cùng quyến rũ. Trước đó, Dispatch đã nhiều lần công khai thể hiện sự u mê không lối thoái đối với nam idol này. Tuy nhiên, lựa chọn này của Dispatch vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận fan của nhóm nhạc phản đối vì cho rằng visual của BTS là Jin còn center của nhóm là Jungkook mới đúng. Thế nhưng phần lớn fan hâm mộ đều cho rằng V hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu tiên bởi anh hội tụ đủ cả nhan sắc lẫn thần thái sân khấu, khả năng trình diễn xuất sắc. Không chỉ hợp gu người Hàn, vẻ đẹp sắc nét của V cũng được fan quốc tế yêu thích. V nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng V dù lớn nhỏ, chứng minh sức hút cực đỉnh của bản thân. Sehyun NCT là idol xếp vị trí thứ 2 trong top 8 visual center do Dispatch lựa chọn. Nam idol sinh năm 1997 sở hữu gương mặt đẹp, ngũ quan hoàn hảo, da trắng bóc, vừa nam tính, vừa dịu dàng, chuẩn bạn trai trong mơ của fan girl. Bên cạnh đó, Sehyun cũng có khả năng trình diễn rất tốt, là giọng ca chính thi và SM với vai trò rapper. Nhiều người cho rằng phong thái lịch lãm gợi nhớ đến các diễn viên Hồng Kông thập niên cũ. Hwang Mi-hyun, vị trí thứ 3. Min-hyun có khuôn mặt trắng trẻo, đường nét gần gũi, gợi nhớ hình tượng bạn trai nhà bên rất được fan Hàn ưa chuộng. Khuôn mặt lai hoàn hảo cùng với đôi mắt độc đáo khiến anh chàng luôn nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu. Nam thần cao nhất Kwon sở hữu chiều cao lên đến 1m90 là cây xảo biết đi chính hiệu. Nhưng trái với body cao lớn, Roon lại sở hữu gương mặt chuẩn diễn viên, hiền hòa, tạo cảm giác thanh xuân vườn trường. Nhờ chiều cao khủng và gương mặt đẹp, Roon là center nổi bật của đội hình Mỹ Nam SF9. Mỹ Nam được khen ngợi sinh ra đã mang khí chất của người nổi tiếng. Min Yu, Seventeen, vào top 5 của Dispatch bất chấp những lùm xung quanh nghi vấn bạo lực học đường. Quả thật, Min Yu sở hữu gương mặt điển trai, hoàn hảo không có chỗ chê, chỉ cần nhìn là fan girl đã đổ đứ đừ. Khí chất ấm áp, chuẩn bạn trai càng khiến Min Yu được yêu thích. Với chiều cao 1,87m cùng gương mặt đẹp quyến rũ, Min Yu được mệnh danh là bạn trai trong mơ của mọi cô gái. Mỹ Nam chuyện tranh Cha Eun-woo hạ cánh ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng này. Ngay từ khi mới ra mắt, Cha Eun-woo đã nổi bật với gương mặt đẹp hoàn hảo, không góc chết cùng body cao lớn hút mắt. Nhờ gương mặt đẹp, Cha Eun-woo còn bỏ túi loạt vai diễn cũng như quảng cáo riêng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hạng 6 của nam thần Chu Beauty là khá thấp. Jeon, The Boys, là vi rùa mới nổi của K-pop và đứng ở vị trí thứ 7. Nhờ gương mặt góc cạnh, body săn chắc cùng chiều cao 1m81. Nam idol sinh năm 1998 tỏa sáng ở mọi nơi anh chàng xuất hiện. Jie vừa đáng yêu ngoài đời, vừa chất lừ trên sân khấu làm fan girl u mê không lối thoát. Chốt lại danh sách là nam thần thế hệ mới là béo Miu, Tasty. Thành viên em trai BTS được biết đến với ngoài điển trai và vô cùng dễ thương. Thế nhưng khi lên sân khấu, nam idol biến hình 180 độ, trở nên vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút.